Xin chào, giới thiệu qua test với anh em một bộ dàn của hãng Victor. Model của bộ dàn đó là bộ GM70, loa dàn đồng bộ. Bộ này thì cũng nói luôn với anh em là em bán giá thanh lý với anh em bộ này. Bởi vì sao? Vì hình thức của bộ này không còn đẹp. Bộ này bán về hình thức theo như em đánh giá là tương đối là xấu. Đấy, lát em sẽ quay cụ thể cái hình thức chi tiết từng góc cạnh cho anh em xem. Nhưng về tổng thể thì em đánh giá bộ này là không được đẹp. Đấy. Cho nên là bộ này em sẽ bán giá thanh lý xả cho anh em chơi nhé. Em nói luôn là giá xả nhé, cực rẻ cho anh em. Và cũng báo giá luôn với anh em bộ dàn này thì em bán với giá là 1.250.000. Đó, 1.250.000, anh em chú ý nhé. Cái giá em báo là bao gồm đầy đủ mọi phụ kiện cho anh em chơi. Đó là bao gồm thứ nhất là một bộ đổi điện để chuyển điện 100 để anh em chơi điện 100 đối với dàn Nhật này. Thứ hai là một bộ dây AUX để anh em chơi qua điện thoại, chơi qua máy tính, qua cái cổng 3.5. Đây chính là cái cổng line-in này nhá. Đấy, là cái dây này. Rồi, thứ ba là một cái điều khiển học nhá, để anh em mình có thể điều khiển chỉnh chế độ bass, super bass này, bass chat này, và chế độ đây là bass chat nhá, để ở hai nút ấn này nhá, anh em chú ý hai nút ấn này nhá. Nút này này là sẽ chỉnh là bass nông, bass sâu này, khi chữ bass hiện lên là bass sâu nhá. Còn nút bên này là điều chỉnh nhá, chế độ là để các hiệu ứng âm thanh vòm nhá, 1, 2, 3 hoặc để 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, hoặc để 0. Thế anh em để chế độ âm thanh vòm khoảng 1 thì nghe nó rất là hay, có độ vang và có độ điểm, nói chung nghe để 1 hoặc để 2 nghe rất là hay. Để cao quá thì nó vọng nhiều nghe không hay. Còn em nếu mà anh em thích âm thanh mộc thì em để 0 chưa. Nếu có bình thường em nghe em để mộc nhá. À em để số 1 nhá. Khi cái chữ sâu ở trên màn hình nó hiện lên, đấy tức là hiệu ứng âm thanh vòm đã được bật nhá. Đó. Và ngoài điều khiển này có cái tính năng chỉnh cộng trừ volume. Cộng trừ volume này và thay màu màn hình ở nút V này nhá. Đây nút V này này. Đấy là thay đổi màu màn hình nhá. À thay đổi độ sáng của đèn màn hình. Đây này tắt này. Đấy, đèn xanh này. Đấy. Chìm hơn này và tắt đèn này. Đấy tùy anh em nhá. Và ngoài ra thì các cái điều hướng khác như là phím tắt âm lượng này. Đấy. Bật âm lượng này. Đấy. Và các cái phím khác này, phím số này. Còn thì phím C này, phím chọn là CD, MD này. Rồi thì đây là cái này USB này, cái này bốn phía trong này, đấy, ví dụ thế. Tắt nguồn này, đấy. Đầu tiên trước khi dùng anh em ấn em vào phím TV này nhá, để cho nó nhận cái điều khiển. Rồi, sau anh em muốn sử dụng cái gì thì sử dụng ở trên thao tác của phím này hết nhá. Đấy, anh em về tự mò nhá. Rất dễ đâu, em hướng dẫn qua một lần rồi. Thế thì đầu tiên thì em đang test cái bộ nhớ trong của nó. Con này bộ nhớ trong của nó là 1GB. Đấy, anh em có thể copy nhạc từ USB vào cũng được nhá. Đấy, thì hiện tại em đang test nhạc ở bộ nhớ trong. Rồi, thì bây giờ thì em sẽ bắt đầu test các tính năng khác của nó. Con này cũng báo cáo luôn với anh em là con CD này thì hệ thống cơ của nó hơi yếu. Mắt đọc của em đánh em cũng đã test và nó khó đọc đĩa, tuy nhiên cơ nó yếu và màn dây cua loa nó cũng trùng rồi. Cho nên khi mà anh em thả đĩa vào nó quay rất là kêu, nó có tiếng kêu. Cho nên anh em khuyến cáo anh em nếu anh em hay chơi CD thì anh em không nên lấy bộ này. Đấy, bộ này CD cũng đánh giá luôn là yếu nhá. Bây giờ em test bộ nó trong. Anh em nghe bộ nó trong, em ấn vào nút này cho em. Đấy, chuyển chế độ này. Khi nào nó có chế độ đèn xanh như này. À xin lỗi anh em, đây đèn xanh như này là nó chơi bộ nó trong nhá. Đấy, thế bây giờ em test tiếp đến tính năng tiếp theo. Đó là tính năng đài FM. Con này FM của nó thì full 108 nhá. Bắt full sóng này Việt Nam. FM anh em ấn em vào cái nút này này. Đây nút này. FM trên AM trên line này nhá. Đấy. Bây giờ có cái gì mà đền đáp đây. Anh em dò sóng ở hai cái nút này cho em. Ví dụ đang là sóng 96 này, anh em muốn chơi lên sóng 100 anh em ấn giữ cho em, hoặc ấn thả tay cũng được, nó có tự nhận. Ấn giữ nó trôi nhanh hơn. 99 này, anh em từ từ nhá. Rồi. Ấn nhanh nhất cho nó nhận. Đây ở sóng 100 đây. Mức độ của đó. Chứ không phải là chúng ta cứ anh em chú ý dò sóng 12 nút này nhá. Tắt bật liên tục giống như cái đèn nhà thôi. Rồi ok nhá. Tắt liên tục. Tiếp theo thì em sẽ test lên tính năng là chơi USB của bộ dàn. USB thì anh em cắm USB vào. Anh em chú ý là cái dòng GM70 này hay GM50 nhá. Thì khi mình cắm USB
thì mình ấn vào đây, em chuyển sang chế độ USB trước nhé. Đấy, thì khi mình cắm vào USB này, anh ấn vào đây trước nhé, cắm USB, anh em chờ một lúc nhé, vì cái dòng này nó phải loát USB đấy, bởi vì là cái năm sản xuất của con này cũng rất là lâu, cho nên là cái cấu hình của cái dàn nó cũng không thực sự được là nhanh. Anh em cắm USB và anh em chờ khoảng độ 30 giây thì khi nó chạy xong cái dòng này thì nó sẽ đọc USB cho anh em. Đấy, con này đọc USB thoải mái nhé, em đang test với USB 8G đọc ok. Đấy, có USB cao hơn thì em chưa test. Đấy, nhạc anh em cứ copy từ máy tính vào USB là anh em có thể chơi nhạc ok được hết. Rồi ok, đã đọc bài nhé. Hiện tại USB em chỉ có một bài thôi. Đấy, em sẽ bật anh em ấn nút này để chạy USB này. Đấy, ok, đã chạy USB nhé. Mọi người hết sức chú ý là anh em cắm USB và anh em phải chờ một lúc nhé để cho loát xong nhé. Đây có cả cái khe thẻ nhớ SD nữa này. Tuy nhiên thì cái thẻ nhớ này thì em cũng không có thẻ to để em test rồi. Anh em nếu có thẻ về tự test cho em xem có chạy không nhé. Rồi ok. Ok, bây giờ em test nốt cái tính năng nữa là tính năng chơi AUX của nó qua cổng 3.5 qua điện thoại. Em sẽ mở cái bản nhạc ở điện thoại nhé. À, cho anh em xem qua, xin lỗi, cho anh em xem qua cái lượng thấp của cái loa này. Bữa trước em nhớ em đã từng tháo ra để em cho chụp cho anh. À đây rồi, đây anh em nhé, đây là nội thất của cái loa nhé. Đây, loa bass và loa check này. Đấy, anh em có thể thấy là con check này rất là bé nhé, check rất bé mà từ kép, cho nên là cái tiếng dài đây, cái check nó đây. Anh em có thể thấy là thiết kế rất là ngầu luôn, cho nên là check của nó rất là khỏe và đánh tiếng rất là sáng tiếng luôn. Đó. Rồi ok, bây giờ em sẽ test cái tính năng Line AUX của nó, chơi nhạc qua điện thoại. Anh em ấn cho em vào nút Line này để chuyển sang chế độ Line nhé. Để FM này, AM này, Line đây. Đó. Rồi. Người chờ vui đi, ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh giá. Lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân. Sở hữu cặp bass 10 và một chép, tiếng của này rất sáng tiếng, đánh rất hay luôn, nhạc vàng nghe thì tí tách luôn anh em nhé. Rồi bây giờ em sẽ quay qua hình thức tổng quan của cả một dàn. Con này cũng nói từ đầu là bộ này rất xấu nhưng bán giá cực rẻ rồi. Đó, đây anh em nhé, hình thức của nó đây. Cái loa này về nó bị xước sát rất là nhiều, cho nên em tiến hành là em phủ một lớp sơn nhẹ đây để cho nó phủ được các cái lớp, các cái vị trí của xước sát của nó nhé. Đấy, hồn cấn thì đây có vết cấn này. Đây, đây, đó, đây là hơi nhăn tí, cái góc này nữa, cấn nhẹ đây, đây ở đây nữa, đây mới xước nhẹ đây nhé, chảy nhẹ đây, rồi sang loa bên này thì đẹp hơn anh em nhé, đây à, cấn ở đây, nói chung là nó có xấu nhưng đẹp, em xay bên trong rồi nhé, rồi. Đầu máy đây, đầu máy thì nó bị ố vàng theo thời gian. Con này chơi nhạc rất là hay. Những bộ này bình thường em bán với giá khoảng 1.6 triệu đến 1.8 triệu, tùy theo độ đẹp. Thì bộ này em xả 2 triệu thôi. Đây, phía sau đây. Loa thùng vách thì còn vương vắn anh em nhé. Đầu máy đây. Sản xuất năm 2018 này. Made in Japan. Limiter là bản giới hạn, cái dòng GM70 nó tất cả đều là limiter hết, là bản giới hạn hết nhé. Rồi công suất của cục máy đây, đây 45W điện, công suất hai loa là 40W, trở kháng là 4 ohm. Đó.
Đây là vị trí anh em cắm anten này để anh em bắt đại FM nhé. Cắm vào cái lỗ này này để bắt đại FM cho em nhé. Đấy. Cắm một đoạn dây điện thôi, không cần anten thì ghi gớm nên cắm một đoạn dây điện này. Thế thôi. Anh em bắt rắc loa thì à, cái rắc loa bên này mình gãy một tí nhá, anh em vẫn có thể kéo lại đây, vẫn lắp vào bình thường nhá. Đây, gãy một tí đây. Đấy, còn lại 4-3 cái còn lại bình thường. Đấy. Rồi. Cơ bản là như vậy. Rồi, xin phép báo giá lại với anh em, bộ dàn này thì trung kiên audio đang bán xả với anh em với giá là 1.200.000 đồng. Giá trên đã bao gồm đầy đủ phụ kiện cho anh em là một bộ đổi điện, một dây jack AV để anh em chơi qua điện thoại máy tính và một điều khiển để anh em có thể chỉnh chế độ cất, chế độ bass và chế độ âm của nó và tăng giảm âm lượng cùng nhiều tính năng khác. Và nếu như anh em mua hàng chuyển cọc thì anh em mà cọc giúp trung kiên là 300.000. Anh em chú ý nhé, anh em mua chuyển cọc cọc giúp 300.000. Còn nếu như anh em mua hàng chuyển khoản hết thì bên em lại có chính sách ưu đãi như mọi khi. Đó, nếu như em chuyển khoản đủ 1.200.000 đồng thì bên em sẽ tặng anh em bộ chân đế kê loa và kê cục âm ly. Đó. Nếu như anh em chuyển khoản đủ và không thích cái bộ chân đế kê loa và âm ly này thì bên em sẽ đổi sang gói là bao ship luôn cho anh em. Đó. Tổng giá vẫn là 1.200.000 đồng. Anh em mua hàng thì liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Em nhắc lại số Zalo là 0975 575 262. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em đã dõi hết video. Anh em lấy được inbox Zalo giúp mình nhé.